Vâng, xin chào các bạn, là mình là Xuân Siêu Xe đây. Và như các bạn đã biết thì vào tối ngày 28 tháng 7, tức là tối Chủ nhật, đã diễn ra đám cưới của anh Cường Đô La và chị Đàm Thu Trang. Tuy nhiên thì song song với lại đám cưới của anh Cường Đô La và chị Đàm Thu Trang còn có thêm một sự kiện rất là hoành tráng, đó chính là Liveshow Sky Tour của Sơn Tùng MTP. Thì Liveshow Sky Tour đầu tiên của Sơn Tùng MTP đã tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 28 tháng 7 tại nhà thi đấu quân khu 7, quận Tân Bình. Thì vốn là một nghệ sĩ có tiếng, Liveshow này cũng thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là giới nhà giàu rich kid, nên những mẫu siêu xe và siêu sang cũng xuất hiện tại sự kiện lần này. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình điểm danh xem có những mẫu siêu sang và siêu xe nào xuất hiện trong sự kiện của Sơn Tùng MTP nhé. Thì đầu tiên chúng ta có bộ đôi Mercedes-Benz GLC và BMW 2 Series Range Tourer. Tiếp theo thì chúng ta có Peugeot 3008 màu trắng cũng tham dự sự kiện. Cùng với đó là một chiếc Lexus RX 250T. Tiếp theo là BMW 320i, cũng là mẫu xe không thể thiếu trong sự kiện lần này. Mercedes-Benz C200 màu trắng, Mercedes-Benz S450 màu trắng. Tiếp theo là một chiếc Mercedes-Benz E-Class màu đen. Volkswagen Passat dính khá nhiều bùn đất cũng xuất hiện tại sự kiện lần này. Mercedes-Benz C300 màu đỏ. Và tiếp theo là một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 màu đỏ. Thì trong sự kiện lần này, thực sự thương hiệu ngôi sao ba cánh gần như áp đảo với rất là nhiều mẫu xe tham dự như là GLC, rồi C-Class, E-Class, S-Class. Tiếp theo thì chúng ta có đối thủ của Mercedes-Benz, đó chính là BMW. Thì đây là chiếc BMW 5 Series GT. Rồi thêm mẫu SUV Volkswagen Tiguan All-Space. Và tiếp theo là chiếc Peugeot 5008 màu xanh dương. Thêm một thương hiệu từ Đức, đó chính là Audi TTS màu trắng. Thì vâng, kính thưa các bạn, thì trong sự kiện này thực sự những cái hãng xe Đức trở nên áp đảo. Thì chúng ta có Mercedes-Benz nè, Volkswagen nè, Audi nè, BMW nè. Thực sự rất là nhiều hãng xe Đức. Tuy nhiên bất ngờ nhất trong sự kiện Liveshow của Sơn Tùng MTP đó chính là sự xuất hiện của chiếc Audi R8 V8 được nâng cấp gói độ Prior Design cá tính, cùng với sự kết hợp giữa hai tông màu đen và vàng trông khá là hầm hố. Thì mặc dù ở bên hông xe vẫn còn dán logo City nhằm ăn mừng đám cưới của vị doanh nhân phố núi, tuy vậy mẫu xe này lại là một trong những chiếc siêu xe không tham dự. Thì trước đó, mẫu xe này cũng đã có dịp tham dự buổi tiệc giao lưu giữa Capation và Gelatin trước thềm đám cưới doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm danh những mẫu siêu xe, xe sang đã xuất hiện trong sự kiện Liveshow của Sơn Tùng MTP vào Chủ nhật tuần rồi. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSX Automotive Photography. Và đừng quên lên Outdoor thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân Siêu Xe xin chào. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài